Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải làm video bán sau hôm qua cái bát sang lùm mày bát 76 thì phải. Đó. Thì sang được cái kích này mọi người. Và rao lên thì thiệt sự là cũng có một người khá đâm tâm huyết ở Thiên Bang. Và Khải sẽ bán cho người này với giá là 15 kim nha em. Tương đương 1 triệu anh em ạ. Thiệt sự là cái kích này nó quá đẹp anh em ơi. Mát bằng sắt 74 và có thêm sát thương 84% và có thêm lượng kháng hỏa và kèm sinh khí và sinh lực cũng khá là ổn cho dành cho Thiên Băng Thương. Cũng như nếu như ở server này chuyển hồng binh chuyển về cái chùy thì thực sự cái chùy này nó vẫn bá đạo, vẫn đẹp hơn cái cây chống phái này mà. Đẹp ở đây là đẹp cái hướng băng sắc mát anh em ạ. Chứ còn nếu mà nói so sánh hướng cái cây chống phái thì cây chống phái nó chỉ có băng sắc 74 mà thôi. Thì nó chỉ có móc móc 1 2 3 4, còn móc này móc 5 móc cuối nữa nè. Móc này móc cuối của server phiên bản đồ xanh này. Rồi ok. Xin chúc mừng Kim Vũ đã sở hữu cái kích mắt ộp nha. Ok. Đỡ ra nó. Đẹp quá mà. Cái này quá đẹp này mà. Thực sự là bán thì cũng tiếc, mà không bán thì cũng chả biết đỡ làm gì nữa mà. Tại vì đồ này thì hôm qua sinh ra thì cũng bán thu lại ít vốn đỡ tiếp tục thu mua lệnh bài bot đánh tiếp cho anh em xem nha nè. Đó. Rồi là bán được cái kích là ok rồi nè em ơi. Chung là rao lên thì trong bang mình cũng có một số anh em chơi Thiên Bang, nhưng mà anh em đó đã sở hữu cái ca chân phái rồi thì ca chân phái bằng sắc 74 thôi, nhưng mà vẫn nghĩ cảm giác là chân phái tốt hơn thì nói chung đó là quyền của mọi người thôi nè. Còn cái này thì sợ đỡ mà so sánh thì cái này nó chỉ thua cái chân phái khoảng tầm 300 lực tây nè. 300 lực tây ở đây là khoảng 35 điểm sát thương hở kim nè. Đó, 35 điểm sát thương thì nó thua chỗ đó thôi. Còn băng sắc thì nó hơn đẹp, băng sắc hơn nè. Rồi còn cái dòng sát thương phần trăm thì nó tương đối giống nhau. Đó. Rồi, ok, bây giờ thì cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên đỡ lại cho video này một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Đúng rồi, cái đó mà top 30 thì no 1 luôn em ạ. Rồi, ok, bán được cái kích hôm qua thực sự là sang ra là trên like, cũng như là một số anh em họ inbox riêng, cũng như là inbox riêng, cũng như là alo hỏi giá liền nè. Hôm qua Khải báo giá là 30 kim, mà ông này ông cũng đam mê thì ông nhắn tin hôm qua giờ. Ông kêu bán rẻ, ông đỡ ông trải nghiệm nên là thôi ông nói chuyện với Khải chưa giờ nè. Thôi cũng bán rẻ cho ông không xài nên 1 triệu tính ra 15 kim rồi nè mà. Anh này đang chơi là phái đường môn nè. Đường môn Kim Vũ, cho anh em xem xét đồ của đường môn này. Đó, đường môn. Đó. Đường môn này thì đang có một nón thủ, một nón thông pháp 19 540. Nhẫn 540 thông pháp 12. Đây là phòng thủ 19 và tay thủ lý 12 thông pháp 9, lượng thông pháp khá đều. Đó. Xét hiệp cốt. Rồi, ok. Anh em xem video đừng quên đó lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Nếu như có những trang bị nào đẹp hơn cũng như là bói được món nào đẹp thì Khải sẽ show cho anh em xem, cũng như là cho anh em tìm hiểu ở server này giá cả như thế nào nha anh em.